Hiệp hội xăng dầu Việt Nam nhận định sắp tới giá xăng dầu sẽ có nhiều mức giá khác nhau, tạo nên thị trường cạnh tranh nếu được điều hành một cách nghiêm túc theo Nghị định 83 vừa mới được ban hành. Theo Nghị định 83, thương nhân phân phối xăng dầu có quyền mua của nhiều đầu mối, sau đó được quyết định giá bằng cách tính trung bình giá mua của các đầu mối đó. Hình thức này linh hoạt hơn so với hiện nay, mở ra cơ chế thị trường trong mặt hàng xăng dầu, giúp các doanh nghiệp cạnh tranh về giá với nhau. Bên cạnh đó, việc cho phép doanh nghiệp tự định giá xăng dầu khi giá cơ sở tăng 3% cũng tạo cơ hội để các đơn vị kinh doanh xăng dầu chủ động điều chỉnh giá. Ví dụ doanh nghiệp này biến động 1% đã điều chỉnh giá, nhưng doanh nghiệp khác lên đến 2% mới điều chỉnh. Như vậy, nếu thực hiện nghiêm túc thì trong tương lai, thị trường xăng dầu Việt Nam sẽ có nhiều mức giá. Thậm chí, bản thân một doanh nghiệp cũng có nhiều giá, chứ không chỉ các đầu mối khác nhau. Hiệp hội xăng dầu Việt Nam cũng cảnh báo các doanh nghiệp nước ngoài đã bắt đầu vào Việt Nam để điều tra thị trường bán lẻ xăng dầu. Họ sẵn sàng mua lại các cửa hàng xăng dầu với giá cao hơn doanh nghiệp trong nước. Nếu hệ thống bán lẻ bị doanh nghiệp nước ngoài thâu tóm, an ninh năng lượng có thể bị đe dọa.